Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 3. Tổ tam tam chúng tôi còn có anh chàng cư sĩ, sĩ lực lưỡng, một học sinh chính cống, nói ít nhưng hay cười, luyện tập các khoa mục về quân sự, sĩ tập như trâu lăn. Nắng, sĩ để đầu trần tập bò tập chạy. Mưa, không cần mũ, sĩ chạy băng băng lên đồi, luyện động tác xung phong truy kích. Không biết duyên trời thế nào mà sĩ yêu Kim Phương, cô gái quê Bến Then sinh nhất hội. Kim Phương yêu sĩ, giúp sĩ và tổ tam tam chúng tôi được nhiều việc. Thỉnh thoảng cô mời cả tổ đến nhà chơi. Chúng tôi được ăn những bữa cơm ngon và tráng miệng, khi thì quả chuối, khi thì muối bưởi Đoan Hùng. Vậy là gia đình nhỏ của chúng tôi gồm 5 người, tôi, sĩ, Thanh, Tách và Kim Phương. Cuối năm 1946, tôi được ban chỉ huy chi đội cử đi học trường Hoàng Hữu Nam, khóa đào tạo cán bộ tiểu đội, trung đội. Sau 6 tháng tôi trở về đơn vị, chiếc nôi ấm của tình đồng đội gắn bó keo sơn. Năm 1946, giặc Pháp nống ra vùng núi lửa, chúng đánh lên Tây Bắc trên đường từ Phong Thổ Lai Châu xuống Sơn La, Nghĩa Lộ và đồng bằng Yên Bái. Hướng Phòng Tô, chúng chiếm Sapa, Lào Cai, Bắc Hà. Hướng Hà Giang, chúng kết hợp với Phỉ, Tàu Tưởng, chiếm Hoàng Su Phì, Bắc Quang. Cuộc chiến đấu của quân và dân ta cùng đồng bào các dân tộc vô cùng gian khổ khó khăn. Theo lời Đảng, Bác Hồ, quyết tâm đánh giặc Pháp, tất cả đứng lên, bảo vệ nền độc lập ta vừa giành được, không lùi bước trước những thử thách hiểm nguy. Bọn giặc đến đâu chỉ gặp vườn không nhà trống. Thị xã Phú Thọ đang tiêu thổ kháng chiến, những ngôi nhà đã bị phá, đường phố dựng chướng ngại vật khắp nơi, lực lượng vũ trang của ta chỉ để một số đơn vị chủ lực đánh ngăn chặn địch, còn tổ chức đại đội độc lập luồn sâu vào hậu phương địch, vừa đánh địch vừa xây dựng cơ sở, bám dân, bám đất, kết hợp đánh từ trong ra ngoài và đánh từ ngoài vào trong. Kẻ địch lúng túng, chúng đã phải nếm nhiều đòn đau. Thời gian tôi đi học trở về thì tổ 3 người được cấp trên phân công mỗi người đi một hướng. Chúng tôi đã trưởng thành, tất cả đều là cán bộ tiểu đội cùng ở một trung đội. Thanh được phân công lên hướng Lào Cai, Bắc Hà, sĩ đi hướng Hà Giang, tôi đi Nghĩa Lộ, Gia Hội, Tú Lệ, nên ít được gặp nhau, thỉnh thoảng mới nhận được thư của nhau. Mùa thu năm 1949, các đại đội độc lập ở các ngả kéo về tập trung thành đơn vị chủ lực. Đây là một bước trưởng thành của đơn vị chúng tôi. 3 anh em chúng tôi lại gặp nhau cùng ở trung đoàn 165, đều được cấp trên giao phụ trách trung đội. Chúng tôi bắt tay vào xây dựng đơn vị, ra sức huấn luyện theo chương trình mới. Sau đó, đơn vị chúng tôi đã giải phóng được Bắc Hà, Lào Cai. Hoàn thành nhiệm vụ nặng nề cấp trên giao cho, đơn vị chúng tôi lại cơ động về Vĩnh Phúc, chuẩn bị chiến dịch hòa bình năm 1952. Câu chuyện quanh chiếc lọ đựng kẹo bị vỡ chưa kết thúc, nó còn phần 2, cái phần ta thường gọi là đoạn kết. Bởi vậy, tôi xin được kể tiếp câu chuyện này. Khi vào chiến dịch hòa bình, sĩ và tôi đều đứng trong đội ngũ những người ra trận. Đây là một trận đánh lớn. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi được dự một chiến dịch có tầm quan trọng đặc biệt. Ý nghĩa của chiến thắng hòa bình, các báo chí, sách vở và đài tiếng nói Việt Nam đã nêu rõ. Đồng thời từ trong khói lửa, chúng tôi đã rút ra được những bài học quý báu và bổ ích. Về phần chúng tôi, những người lính chiến, được dự chiến dịch này là một phần vinh dự lớn. Lúc bấy giờ, tôi là trung đội trưởng, chỉ huy hơn 30 chiến sĩ trẻ măng, lần đầu tiên từ miền rừng núi về đồng bằng Sơn Tây. Tuy địa hình ở đây vẫn phảng phất nét Trung Du
nhưng cái hồn đồng bằng của nó đã làm chúng tôi choáng ngợp. Những chân ruộng như ô cờ trải bạt ngàn quanh các làng quê trù phú. Súng đạn giặc giã như thế mà những cánh cò vẫn lả lơi. Mỗi buổi chiều, chúng tôi ngồi dưới lùm tre làng nhìn ra, từng đàn cò bay là lả trên đồng lúa, hệt như một đám mây trắng lơ lửng trôi, và chim sáo nhiều vô kể. Quanh ngọn ba vì, từng đàn sáo xà xuống đậu trên lưng bò, sừng trâu, díu ra díu dít. Tiến về đồng bằng không chỉ là một câu trong bài hát, mà nó còn chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội ta, cũng như trình độ tác chiến của các đơn vị chủ lực. Đơn vị tôi đánh trận phục kích và đánh vận động ở xóm nội, quãng giữa Đá Trông và núi Trẻ, tiêu diệt điểm cao 400-600 trên mỏm núi Ba Vì. Trận này, lần đầu tiên chúng tôi giáp mặt với xe tăng Pháp, quần nhau với giặc 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đánh quỵ cả xe tăng. Giặc núng thế giả vờ giơ tay hàng, một tiểu đội ta tiến lên để tước súng, giặc bắn lại liền, bên ta hy sinh mấy đồng chí. Trận này chúng tôi chịu một nỗi đau xé ruột, cư sĩ, trung đội phó hy sinh. Trận xóm nội Ba Vì, sĩ ngã xuống giữa bom đạn chiến trường. Anh còn quá trẻ, mới khoảng 26 tuổi đời. Điều an ủi sĩ và cả chúng tôi là trước chiến dịch này, sĩ được về phép mấy ngày. Những ngày tranh thủ ấy, Kim Phương đã có tin mừng. Sau ngày anh hy sinh, một bé gái ra đời, cháu không biết mặt bố, người thân yêu nhất của cháu là bà mẹ trẻ Kim Phương, rồi đến chúng tôi, bác Thanh và chú Nguyễn Chuông. Sau này, mỗi lần qua xóm nội, chúng tôi lại nhớ cư sĩ khôn nguôi. Chính chỗ này đây, chính cái xóm nội ngày đây, người chồng thương yêu của Kim Phương, người đồng đội thân thương tin cậy của chúng tôi, đã ngã xuống không bao giờ trở lại. Xúc động trước cái chết của cư sĩ, tôi làm mấy câu vè, tuy chữ nghĩa ít, nhưng tôi thích làm ca dao, hò vè, cũng có lúc cao hứng, tôi làm thơ nữa. Tôi nghiệm ra một điều, cái gì gây cho mình xúc động, hưng phấn, thì dễ bật thành lời, thành những câu có vần. Vả lại, tôi làm để ghi vào sổ tay, dán lên báo tường, nên cứ hồn nhiên mà sáng tác, cốt sao giữ lại được những kỷ niệm sâu sắc trong đời mình. 30 năm đã trôi qua, bây giờ tôi vẫn nhớ những vần thơ vẻ ấy. Trận xóm nội tôi còn nhớ mãi, hôm nay người sống kể lại tình thương, thương anh sĩ Huệ Thiết Ba, lại cả Lưu Lư Ninh. Hôm nay tôi còn sống một mình, ghi vào chỗ lòng tôi thương tiếc. Đánh trận đầu của chiến dịch, đơn vị tôi đã giành được một thắng lợi vang dội, tiêu diệt một đơn vị thiện chiến của quân đội viễn chinh Pháp, phá hủy được xe tăng, bắt sống Tây Dâu Xồm. Sau trận này, tôi được đề bạt lên đại đội phó. Nghĩ về đồng đội hy sinh, tôi càng thấy trách nhiệm nặng nề của mình. Từ ngày tôi theo Đảng và Bác Hồ, đến tuổi 23 là đảng viên cộng sản, là cán bộ đại đội, tôi đã có những nhận thức về quyền sống của con người, về sự bất công của xã hội cũ, về mục tiêu chiến đấu, về con đường đi tới của dân tộc Việt Nam. Là một chiến sĩ giải phóng quân cầm súng chiến đấu, tôi và anh em đồng đội đều tự hào mình là những chiến sĩ trung kiên của nhân dân. Bây giờ đánh thắng trận trên dãy Ba Vì, nghĩ lại, ở làng dưới chân núi, tôi thấy lòng mình phấn khởi, tự hát thầm mấy lời. Cũng như hồi nhỏ, hát ví một cách tự nhiên, không đầu không cuối, những câu có vần và không có vần. Thú thực với các bạn, một nốt nhạc tôi cũng không biết, mà hát cũng vào loại xoàng. Trong những buổi học hát ở trung đội, tôi thường vỗ tay theo, hát với giọng khê nồng của anh nghiện thuốc Lào. Thế mà tôi lại muốn làm một bài hát kỷ niệm trận đánh thắng ở Ba Vì của đơn vị. Tôi ngồi dậy rít một điếu thuốc, tiếng điếu cày kêu róc róc, nghe đến vui tai. Tôi gõ tay vào thành trống, nghêu ngao vài câu mở đầu, rồi bỗng nhiên những câu sau tuôn chảy. Tôi hưng phấn hát to lên.
Ba Vì ngất cao quanh mình quê hương ngát thơm đồng lúa, có anh du kích gác trên nương, nhìn về xóm vắng xa một chiều đông tới, âm vang tiếng mìn bên rừng diệt thù, xóm làng hân hoan biết bao niềm vui. Bài hát do một người mù nhạc cao hứng sáng tác, không ngờ được anh em thêm bớt câu chữ, tự nghĩ ra giai điệu, trở thành bài ca. Ba Vì ngất cao quanh mình quê hương ngát thơm đồng lúa. Tiếng hát cất lên khỏe như nhịp bước, mát như ngọn gió. Đơn vị tôi hào hứng hát vang những đêm trú quân dưới chân núi cao xanh. Chiến dịch hòa bình kết thúc, chúng tôi lại hành quân lên Việt Bắc rồi Tây Bắc, những vùng núi non trùng điệp, những vùng sông suối dọc ngang. Ở đâu cũng in dấu chân của cán bộ chiến sĩ sư đoàn chiến thắng. Trước khi vào chiến dịch Điện Biên Phủ, trận đánh lịch sử chấn động địa cầu, tôi là một cán bộ tiểu đoàn. Khi một rừng cờ trắng của giặc răng đầy thung lũng lòng chảo Điện Biên, tôi còn đang nằm tại trạm quân y dã chiến. Gần cuối trận đánh, tôi bị thương nặng, tưởng đã vĩnh biệt đồng đội của mình. Nhưng tôi đã qua được trận đánh hiểm nghèo này, mang mấy vết thương trên mình, tôi trở về đơn vị. Sư đoàn 312 thân yêu, còn Thanh vĩnh viễn nằm lại với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Trước năm 1953, khoảng 3-4 năm, gia đình tôi cũng như bà mẹ nơi quán nhỏ bặt hẳn tin tức về tôi. Những người thân ở hai mái nhà thương nhớ kia tưởng chúng tôi đã hy sinh hết rồi. Nếu còn sống thì thằng Chuông đã về thăm gia đình, chứ tại sao lại biệt tâm biệt tích như thế? Bà mẹ quán nhỏ nói với cô Tách, vợ Thanh, những lời tâm tình trên. Sau đó cô Tách tìm ra chỗ tôi đóng quân vào mùa thu năm 1955. Chị Tách lúc bấy giờ là một bà mẹ trẻ góa bụa. Anh Thanh hy sinh trong trận đánh ở đồi Độc Lập, Điện Biên Phủ. Tổ tam tam của tôi thời giải phóng quân, bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi. Hai người bạn tri kỷ tâm giao không còn nữa, thật đau lòng biết bao. Tách đi tìm Kim Phương, hai người vợ liệt sĩ đến với nhau, an ủi động viên nhau nuôi dạy con nhỏ. Thời gian Tách đi tìm tôi, tìm cư sĩ, trước khi gặp tôi vào năm 1955, đó là những tháng năm đau buồn day dứt của chị. Chị đã lên thị xã Phú Thọ, đến nhiều vùng đóng quân cũ, nhưng không dò ra manh mối gì. Chị mong gặp lại chúng tôi để bộc lộ nỗi lòng đau xé khi nghe tin anh Thanh hy sinh. Chị cũng muốn nói về bà mẹ của mình, mỗi tuổi mỗi già, ngày đêm mong ngóng chúng tôi về thăm. Bà mẹ nơi quán nhỏ ven đường không chỉ là mẹ Tách và Thanh, mà còn là mẹ của chúng tôi, của cư sĩ và Kim Phương. Bà nuôi một đàn gà chờ chúng tôi về để ăn mừng ngày quân ta chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Bà bồn chồn lo lắng, giục chị Tách đi tìm chúng tôi. Cuộc ra đi của chị Tách có thể nói là một cuộc hành trình đầy gian khổ. Tách gặp Kim Phương ở Bến Then, hai chị em ôm nhau khóc. Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cay đắng được thổ lộ qua câu chuyện tâm tình. Đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất, hai chị trở thành vợ liệt sĩ, mẹ của hai cháu nhỏ. Không tìm thấy tôi, hai chị nghĩ là tôi đã chết. Ba anh ấy lúc sống có nhau thì khi nhắm mắt cũng có nhau. Cuộc đời chiến sĩ cầm súng là thế, khi sống chiến đấu hết mình, khi chết thanh thản ra đi, không kịp chối chăng một lời. Hai chị em bàn nhau lập ban thờ cho cả ba người, Thanh cư sĩ và tôi. Linh thiêng làm sao, tấm ảnh chụp tổ tam tam năm 1947, hai chị còn giữ được. Phóng to tấm ảnh ấy, hai chị thận trọng đặt lên bàn thờ, thắp mấy nén hương, hai chị khấn, nước mắt giàn giụa. Hai đứa bé đứng sau mẹ cũng kính cẩn vái lạy khóc sụt sùi. Ba gian nhà lá của Kim Phương nghi ngút khói hương, không khí bỗng trầm hẳn xuống. Chiều vừa tắt nắng, lại một đêm dài đằng đẵng sắp buông phủ màn sương.
Chiến trường miền Nam đang gọi, sư đoàn tôi thần tốc hành quân. Chúng tôi đánh trận Bình Dương, tôi chỉ huy sư đoàn và các đơn vị phối thuộc chọc thẳng vào Lai Khê, thị xã Thủ Dầu Một, Phú Lợi. Đòn đánh khá mạnh, bộ binh và pháo binh hợp đồng với quân chủ lực, quân địa phương trong đội hình vào trận khiến cho sư đoàn 5 ngụy tan tác quy hàng. Lê Nguyên Vĩ, chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn 5 dùng súng tự sát. Sư đoàn tôi trong đội hình một đạo quân lớn nhằm hướng Sài Gòn xốc tới và chiến thắng cuối cùng của ta đã giành được trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đơn vị tôi lật cánh trở ra Bắc. Thật là may mắn, sư đoàn chiến thắng của tôi lại về xây dựng doanh trại trên vùng đất tổ quê hương Phú Thọ thân yêu. Thế mà tôi vẫn chưa có một ngày về thăm lại nơi quán nhỏ năm xưa. Đó vẫn là niềm áy náy trong tôi. Một lần tôi nhận được thư của một cô gái, bây giờ đã là cô giáo cấp 3, con của cư sĩ và Kim Phương. Lá thư tâm tình cháu viết khá dài, cháu kể về gia đình, về mẹ cháu và bước trưởng thành của cháu. Gần cuối bức thư, cháu viết: "Bác Chuông ơi, xin phép bác cho cháu gọi bác là bố. Bác thông cảm cho cháu vì từ lúc lọt lòng cháu chưa hề biết mặt bố cháu. Từ lâu lắm rồi cháu chỉ nhìn thấy ảnh bố cháu thôi." Đọc lá thư xong, tôi bưng mặt khóc. Đời tôi hơn 40 năm quân ngũ, không nhớ đã khóc bao nhiêu lần. Thanh rồi cư sĩ ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Rất nhiều đồng đội trong sư đoàn tôi đã hy sinh trên chiến trường miền Nam. Các anh ngã xuống để cho ngày hôm nay và để cho ngày mai. Mỗi giọt nước mắt nhỏ xuống, tôi vừa thấy thương tiếc, vừa cảm nhận được sự tự hào. Lá thư của cô giáo cấp 3, con gái của chị Kim Phương, làm tôi xúc động. Vâng, tôi sẽ là người bố đỡ đầu cho cháu, góp với cháu những ý kiến bổ ích chân thành để cháu đi tới đích cháu hằng mong muốn. Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, một thời gian tôi thu xếp về thăm bà mẹ nơi quán nhỏ ven đường. Khi chiếc Comanca lăn bánh, tôi ngồi ở ghế sau, bỗng ứa nước mắt. Bà mẹ ấy nếu trời phú trời thương thì bây giờ cũng đã gần 90 tuổi thọ rồi. Chiếc xe lăn bánh theo những vòng cung ven đồi Phú Thọ, trời đất thanh bình êm ả. Dòng sông Lô, nơi tôi từng đánh trận và ngâm mình, dòng nước xanh lại gợi hồn thơ trong tôi. Nhưng lúc này, tâm trí tôi đã dành trọn vẹn cho mái nhà một lần tôi đánh vỡ lọ kẹo. Đây là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời quân ngũ. Hôm nay tôi trở về với kỷ niệm ấy, với bà mẹ rộng lòng đáng kính, với bà mẹ không lúc nào quên tôi, quên cư sĩ, quên anh em. Xe dừng bánh, tôi mở vội cửa xe đi xuống. Bà mẹ đang ngồi kia. Tôi bỗng reo thầm. Một số cán bộ sư đoàn đi theo tôi đứng lặng trước hiên nhà. Chị Tách chạy từ dưới bếp lên, vội lau giọt mồ hôi, đứng nhìn tôi không nói nên lời. Cháu bé con chị Tách líu díu: "Chào bác ạ, chào bác ạ." Tôi bước đến chỗ bà mẹ. "Mẹ, con là Chuông đây, Nguyễn Chuông đây." Bà mẹ nắm lấy bàn tay tôi, không kịp nói một lời, bà khóc. Những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo. Tôi nhìn mẹ, mái tóc bạc phơ, mắt đã mờ, người gầy yếu. Mẹ ngồi đó như một cây cổ thụ, tỏa bóng mát cho cả nhà, cho mọi người. Một lúc sau, mẹ nhìn tôi, nhìn những người chung quanh, nói thều thào: "Chuông đấy à, con về thăm mẹ, mẹ mừng lắm." Tôi mở cặp lấy ra mấy gói kẹo, bóc phong bánh dẻo mời mẹ, rồi tôi mở mấy túi kẹo vừng mời mọi người. Chị Tách ngồi trên chiếc ghế bên lối cửa xuống dưới nhà, nhìn tôi, nhìn bà mẹ khẽ cười, rồi chị đứng dậy vui vẻ: "Gớm, anh Chuông nhớ dai ghê, hôm nay lại mời cả nhà ăn kẹo vừng, mẹ không bắt đền đâu mà lo." Mọi người phá lên cười. Số anh em đi theo tôi hôm ấy đã nghe tôi kể về lọ kẹo, nên khi chị Tách nói
mọi người càng thông cảm. Gần 30 năm gặp lại bà mẹ, tôi nói làm sao cho đủ lời, chỉ biết rằng tình nghĩa quân dân qua hình ảnh bà mẹ khiến tôi suốt đời xúc động, suốt đời ghi nhớ. Sức mạnh của quân đội ta bắt nguồn từ nhiều dòng, trong đó có một dòng suối trong suốt, mát lành là tấm lòng và bàn tay các bà mẹ. Từ chiếc lọ kẹo đựng bị vỡ, tôi nghĩ nhiều về các bà mẹ chân chất, cao cả và kính yêu. Suốt đời chiến binh, mặc bộ quân phục màu lá vườn nhà, tôi đã gặp nhiều bà mẹ trên những vùng quê khác nhau. Mỗi bà mẹ đều đã để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp, những bài học cao quý, những tấm lòng nhân hậu, những câu chuyện nhớ đời. Lần đầu ra trận, đây là trận đánh diễn ra trên đỉnh núi Khao Cơ. Với tôi cũng như với hầu hết anh em trong đại đội 27 của chúng tôi, đây là trận đánh đầu tiên. Tôi và Phượng là hai chiến sĩ trẻ nhất đại đội, cho nên bỡ ngỡ và hồi hộp vô cùng, nhưng đều thấy nó rất đỗi thiêng liêng, bởi vì chúng tôi đã được nghe lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và bây giờ chính là thời điểm thực hiện lời thề quyết đem xương máu để giữ gìn độc lập cho Tổ quốc. Thấm thoát đã 56 năm. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.